thì anh em kéo lưới được lúc sáng, như bây giờ bắt đầu là thả lưới tiếp các bạn. Anh em thả lưới tổng quá trình thả lưới thì anh em đang lấu ảnh, lấu ảnh và lấu xong đánh lưới xong rồi tí nữa ảnh luôn à. Lối lúc sáng được mớ ghẹ nè các bạn. Một củ nè các bạn. Tôm tí nè. Gạch đỏ đây, gạch tấm đây, gạch đây luôn. Bếp đang còn làm cá để nấu nấu cơm ăn các bạn. Đánh lưới xong thì ăn luôn và nghỉ ngơi để chiều kéo tiếp các bạn. Thì đài báo rõ các bạn là đài báo không khí lạnh cấp 7, cấp 6, cấp 7 thì anh em phải thả lưới lắm. Mới ghẻ này tí là lốt cạnh nha. Thịt gà các bạn. Còn có lốc cơm mà. Còn đánh lưới các bạn đấy. Mày hái cho từ các bạn. Thank you.
làm xong. Phía trước là báo người đang còn đánh nữa các bạn ạ. Hai người thì cầm giấy lấy khỏi lưới, nó quấn vào giấy. Một người thì giăng lưới lại khi lau lưới dính các bạn. Một người là ba người đánh ngồi trước này toàn là mặc lóng bao các bạn ạ, toàn là siêu nhân gạo đấy. Thank you.
đánh lưới xong bắt đầu chuẩn bị bơm nước các bạn ạ. Con đi kẻ là phải luộc lúc lại này. Đơn giản nha các bạn ạ. Nó còn mới rửa ra ngoài sao ăn cho nóng mà. Đây.
lá lạc à, sao với cà chua nhá. Rồi, video mình đến đây là hết nha. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh nha, để mình có động lực ra video hay hơn nha.